chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày 25 tháng 7 có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Chương trình nghệ thuật đặc biệt Khát vọng hòa bình nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị. Việc đầu tư vàng và ngoại tệ không tạo ra hiệu suất sinh lời hấp dẫn như đầu tư chứng khoán hay trái phiếu. Những thị trường này đang dần được hoàn thiện theo hướng phát triển minh bạch và bền vững. Hàng loạt vấn đề cấp bách cần giải quyết ngay sau khi căn bệnh đậu mùa khỉ được Tổ chức Y tế Thế giới công bố là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, Ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, họp phiên thứ tư. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Cho biết trong gần 2 tháng qua, kể từ sau phiên họp thứ 3, Thường trực Ban chỉ đạo đã tập trung hoàn thiện dự thảo đề án tại 3 hội nghị lấy ý kiến của 63 tỉnh, thành ủy và 8 cuộc làm việc với 9 cơ quan, tổ chức có liên quan. Các nội dung còn ý kiến khác nhau được nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở khoa học, bám sát thực tiễn và định hướng phát triển của đất nước trong thời gian tới để có sự thống nhất cao. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cách làm được Ban chỉ đạo thực hiện xuyên suốt trong một năm xây dựng dự thảo đề án vừa qua đó là phát huy dân chủ, lắng nghe những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để làm rõ hơn mối quan hệ đảng, lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, cũng như kiểm soát quyền lực nhà nước trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do dân và vì dân, do đảng lãnh đạo. Chủ tịch nước cho biết, đến nay các nội dung cơ bản có sự đồng thuận, còn một số vấn đề được xây dựng thành 2 phương án để các thành viên ban chỉ đạo cho ý kiến tại phiên họp này. Chương trình nghệ thuật đặc biệt Khát vọng hòa bình đã diễn ra vào tối qua tại tỉnh Quảng Trị. Chương trình nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 50 năm giải phóng Quảng Trị và 50 năm sự kiện 81 ngày đêm thành cổ Quảng Trị. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã tham dự sự kiện. Phát biểu tại chương trình, bà Trương Thị Mai bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ đi trước, các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân. Trong 75 năm qua, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, các hoạt động của cấp ủy, tổ chức Đảng và cộng đồng đã hỗ trợ giúp đỡ thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, nêu cao tinh thần yêu nước, nghĩa đồng bào, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với thế hệ trẻ. Bà Trương Thị Mai tin tưởng, dù trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, khát vọng độc lập, dân tộc, hòa bình vẫn mãi là giá trị thiêng liêng đối với mỗi người Việt Nam. Cũng nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 24 tháng 7 tại Lào, Hội Người Việt Nam tỉnh Siêng Khoảng đã phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luông Pha Băng và chính quyền tỉnh Siêng Khoảng tổ chức đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn của Việt Nam và Lào. Đây là lần đầu tiên hai bên cùng tổ chức đại lễ cầu siêu nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ hai nước, cũng như góp phần thiết thực kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Việt-Lào 2022. Khu đền thờ các anh hùng liệt sĩ Việt Nam Lào tỉnh Siêng Khoảng, đại diện chính quyền tỉnh cùng bà con kiều bào và người dân 21 bản của thị xã Phôn Sa Văn đã đến đây từ sớm để tham dự các hoạt động của đại lễ cầu siêu theo phong tục Lào và Việt Nam nhằm tri ân và đền đáp phần nào sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ hai nước. Các anh hùng liệt sĩ Việt Nam đã hy sinh bản thân để giúp Lào giành độc lập. Vì thế, chúng tôi có mặt ở đây để thực hiện nghi thức cúng dường theo phong tục Lào để tỏ lòng biết ơn sự hy sinh và cầu chúc cho linh hồn các liệt sĩ sớm siêu thoát. Tôi đến đây để tỏ lòng tri ân trước các anh linh của liệt sĩ Việt Nam, những người đã hy sinh xương máu vì Lào trong những năm tháng chiến tranh. Ông Hà Văn Cảnh, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Siêng Khoảng cho biết, không có đỉnh núi cao nào, không có thung lũng, sông suối và núi rừng nào trên đất Lào lại không có dấu chân của quân tình nguyện Việt Nam. Máu của các anh đã hòa chung với máu của quân và dân Lào. Công lao to lớn của các anh, tổ quốc và nhân dân ngàn đời ghi tạc. Ước tính có khoảng 15.000 quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế tại ba tỉnh Siêng Khoảng, Saigon và tỉnh Viên Chăn. Hiện giờ còn rất nhiều phần mộ của các chiến sĩ mà chúng ta chưa tìm thấy, cho nên là
chúng tôi mới có ý nghĩa là nên tổ chức cái lễ cầu siêu vào cái dịp này để phần nào chúng ta thể hiện cái lòng tri ân đối với các cái đồng chí bộ đội cũng như là nhân dân Lào đã hy sinh trong suốt cái thời gian chiến tranh vừa qua. Theo kế hoạch, đại lễ cầu siêu anh hùng liệt sĩ đồng bào tử nạn Việt Nam Lào sẽ được tổ chức hàng năm để tri ân các anh hùng liệt sĩ hai nước đã hy sinh vì độc lập tự do của đất nước Lào anh em, đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước hiểu hơn về giá trị của hòa bình và mối quan hệ thủy chung trong sáng Việt Lào đã được gây dựng và vun đắp bằng máu xương của biết bao thế hệ người dân hai nước. Ngọc Phương, phóng viên truyền Nam từ Siêng Khoảng, Bắc Lào. Sáng ngày 24 tháng 7, đoàn đại biểu kiều bào trẻ đến từ 25 quốc gia trong chương trình Trại hè Việt Nam 2022 cũng đã có hoạt động dâng hương tại khu di tích ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, tỉnh Quảng Bình. Tại ngã ba Đồng Lộc, bên cạnh việc thể hiện lòng tri ân với các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu còn có cơ hội để hiểu thêm về vùng đất, con người Hà Tĩnh anh hùng trong chiến tranh, vươn lên lao động sản xuất trong thời bình. Vào buổi chiều cùng ngày, đoàn đã dâng hương và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình. Hoạt động tri ân thương binh liệt sĩ gần như đã trở thành hoạt động thường xuyên của Trại hè Việt Nam nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm. Tham dự Trại hè tại Việt Nam, các bạn trẻ kiều bào được hành trình về các địa chỉ đỏ, tham phong cảnh và tìm hiểu lịch sử, văn hóa quê hương. Hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đi trước, các bậc tiền bối cách mạng đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Thưa quý vị, trong bối cảnh thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, tuần qua không chỉ các loại hàng hóa mà cả vàng hay ngoại tệ cũng tiếp tục ghi nhận nhiều biến động. Tâm lý đầu cơ ngắn hạn vào những kênh đầu tư này sẽ tiềm ẩn không ít rủi ro, trong khi nhìn về dài hạn, những thị trường chuyên nghiệp hơn như là thị trường chứng khoán hay là thị trường trái phiếu vẫn mở ra nhiều cơ hội cho các tổ chức và cá nhân. Từng có thói quen mua ngoại tệ để dành, tuy nhiên sau vài năm, anh Vinh nhận thấy lãi từ giữ tiền đô không như kỳ vọng, nên đã bán hết số ngoại tệ tích trữ, chỉ để lại vài tờ đô lẻ. Từ 25 trở đi thì tỷ giá đô nó giữ ở mức ổn định là 2.22 cho đến 2.25. Cho nên tôi nghĩ rằng nếu mà có giữ lâu thì cũng cái khoản lãi lướt sóng cũng không nhiều, cho nên tôi bán hết. Dạo này tôi chán đô lắm rồi, và tôi cũng không giữ đô trong người. Chán đô, nhiều người cũng không còn kiên nhẫn với vàng. Hộp tiết kiệm của bà Nguyên giờ chỉ còn một vài chỉ vàng may mắn, còn lại đã được bán hết chuyển sang gửi tiết kiệm. Mua vào bây giờ là phải 64. Thế nhưng mà bán ra thì mình bán được có độ 62, cho nên là chẳng biết đằng nào mà lần cả, lúc lên lúc xuống. Giá vàng trồi sụt mạnh, tuần qua có thời điểm rớt tới gần 6 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên nhiều cửa hàng kinh doanh vàng cho biết giao dịch khá trầm lắng, tình cảnh người dân đổ xô đi mua hoặc bán đã không còn như trước. Cái đợt biến động mạnh của tháng 7 này thì so với cả các năm trước và kể cả đầu năm nay thì người mua giảm khoảng 70% về mặt số lượng. Chúng ta ổn định được kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát và tỷ giá tương đối tốt trong khoảng 5 năm vừa qua. Và chính vì thế là cái tâm lý găm giữ vàng nó cũng giảm theo. Các chuyên gia nhận định chính quy định chấm dứt quan hệ huy động cho vay bằng vàng của các tổ chức tín dụng và đưa lãi suất gửi ngoại tệ về 0% đã làm giảm tâm lý đầu cơ của người dân. Điều này phù hợp với chủ trương chống vàng hóa, chống đô la hóa và đem lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế. Thực tế, thời gian qua cho thấy trong cả trung và dài hạn, việc đầu tư vàng và ngoại tệ đều không tạo ra hiệu suất sinh lời hấp dẫn như đầu tư chứng khoán hay trái phiếu. Bởi đầu tư chứng khoán, trái phiếu là góp vốn hoặc cho doanh nghiệp vay tiền, và mỗi đồng vốn sau khi qua doanh nghiệp sẽ được chảy vào nền kinh tế, và chính sự lưu thông này mới tạo ra nhiều giá trị. Theo dữ liệu của công ty quản lý quỹ Dragon Capital, trong 5 năm gần đây, cổ phiếu là kênh có tỷ suất sinh lời cao nhất lên tới 19,2% một năm, tương đương tăng 140% trong vòng 5 năm. Điều này đồng nghĩa bình quân nhà đầu tư có thể thu về số tiền là 2,4 tỷ đồng nếu tham gia đầu tư 1 tỷ đồng từ năm 2017. Trong khi đầu tư trái phiếu có tỷ suất sinh lời là 9,8% một năm, tương đương tăng 60% trong 5 năm qua. Hai kênh sinh lời kém nhất là vàng 6,1% một năm và đô la Mỹ 0,2% một năm, tương đương tăng vỏn vẹn 1% trong 5 năm.
Kể cả nhìn xa ra với thời gian đầu tư là từ 10 cho đến 15 năm, kênh chứng khoán bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu đều vượt trội so với việc đi đầu tư vàng hay là ngoại tệ. Theo các chuyên gia, đây là lúc nhà đầu tư hãy tập trung vào những giá trị quan trọng để chắt lọc cơ hội đầu tư tốt, chứ không nên quá lo lắng với những câu chuyện bên ngoài. Rủi ro của nền kinh tế Việt Nam không có cao và tăng trưởng 6 đến 7% này hiếm lắm, trên thế giới này hiếm có thị trường mà tăng trưởng 6 đến 7% như vậy, và cái rủi ro cũng tương đối thấp, thì chính vì vậy gọi vốn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam theo Vina Capital không có khó gì hết. Cái PE nó cũng tương đối thấp, khoảng 13.5 đến 14 lần của cái lợi nhuận của 2022. Đây là cái số tôi nghĩ là tương đối hấp dẫn. Theo tinh thần mới nhất từ nghị quyết 86 của chính phủ về phát triển thị trường vốn, đến năm 2025, vốn hóa thị trường cổ phiếu sẽ tương đương 100% GDP. Tiềm năng thị trường có đến từ việc toàn bộ nguồn lực đang được chính phủ thúc đẩy để tập trung sớm giúp thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng. Ước tính nếu nâng hạng thành công thành thị trường mới nổi, Việt Nam sẽ lập tức thu hút 10 tỷ đô la Mỹ vốn gián tiếp. Bên cạnh cổ phiếu, thị trường trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua cũng nhận được nhiều sự quan tâm và đang dần được hoàn thiện theo hướng phát triển minh bạch và bền vững. Thực tế thì xét về dài hạn, đây vẫn là kênh dẫn vốn quan trọng, chuyên nghiệp để thị trường vốn vận hành cân bằng, nhà đầu tư có nhiều kênh sinh lời hiệu quả. Quan trọng nữa là doanh nghiệp có đủ công cụ huy động vốn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Sau khi có một số vụ việc điển hình liên quan tới trái phiếu doanh nghiệp bị xử lý, tính ra quý 2 chỉ có 111.814 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp phát hành, giảm mạnh tới 43,7% so với cùng kỳ. Một hành lang pháp lý mới với Nghị định 153 sửa đổi được kỳ vọng cũng giống như là việc khoác cho doanh nghiệp một tấm áo mới, chỉnh tề hơn để doanh nghiệp có thể tự tin phát hành thêm nhiều hơn nữa trái phiếu doanh nghiệp cả riêng lẻ và cả ra công chúng. Dù là số lượng phát hành của doanh nghiệp trong tháng 4 có giảm mạnh, tuy nhiên thì đã tăng trở lại trong tháng 5 và tháng 6. Và kỳ vọng với sự ra đời của Nghị định 153 sửa đổi thì con số này sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Dự thảo mới nó tác động tích cực bởi vì nó sẽ đảm bảo được cái việc là quản lý nhà nước một cách chặt chẽ hơn. Các cái nhà đầu tư là trên thị trường là nên phân loại như thế nào. Và cái cuối cùng nữa là chúng ta cũng yêu cầu các doanh nghiệp là phải sử dụng vốn theo đúng quy định để chúng ta có khả năng hoàn trả. Việc đưa xếp hạng tín nhiệm vào dự thảo lần này để cải thiện tính minh bạch cũng được các thành viên thị trường đánh giá cao. Tuy nhiên, với bản dự thảo gần đây nhất đưa ra lại ý kiến rộng rãi, vẫn còn những kiến nghị để góp phần đưa nghị định gần hơn với thông lệ quốc tế. Nếu như cái việc mà hạn chế cái mục đích sử dụng vốn này được áp dụng thì nó sẽ là một cái thiệt thòi rất lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Trên giác độ là chúng ta sẽ rất thiếu những cái nguồn tài chính để cạnh tranh lại đối với các cái doanh nghiệp nước ngoài ngay trên sân nhà. Một thực trạng đáng tiếc là tỷ trọng phát hành ra công chúng trong quý 2 này thì chỉ là 0,3%, tức là đã giảm tới 30 lần so với quý 1. Việc trái phiếu riêng lẻ tăng trưởng quá nóng và tiềm ẩn nhiều rủi ro thì đòi hỏi việc quản lý chặt chẽ hơn có lẽ là điều cần thiết. Tuy nhiên, song song với đó thì có những cơ chế chính sách thông thoáng hơn để góp phần khơi thông dòng vốn trái phiếu được chuyển sang kênh phát hành ra công chúng có lẽ cũng là điều mà được doanh nghiệp kỳ vọng để có thể góp phần mở đường. Sau đây là những thông tin nổi bật trên các trang báo trong nước và quốc tế 24 giờ qua. Trang The Star của Malaysia vừa có bài viết chia sẻ nhận định của chuyên gia ngân hàng HSBC đánh giá Việt Nam là quốc gia hiếm hoi, duy trì được tăng trưởng 2 năm liên tiếp kể từ khi xảy ra đại dịch và đang được coi là điểm sáng trong khu vực do tiềm năng phát triển kinh tế vững vàng và khả năng phục hồi nhanh sau Covid-19. Cũng giống như tình trạng hình chung trên thế giới, năm 2022 của Việt Nam đã khởi đầu bằng những bước đi vững chắc. Kiên trì theo đuổi chiến lược sống chung với Covid, Việt Nam triển khai chương trình tiêm chủng thần tốc và gỡ bỏ dần các biện pháp phòng dịch, giúp phục hồi nhu cầu mua sắm trong nước, bức tranh tiêu dùng nội địa khởi sắc trở lại. Việt Nam đã vượt Hàn Quốc để trở thành nhà xuất khẩu sơ sợi lớn thứ 6 trên thế giới, đạt giá trị 2,37 tỷ đô la Mỹ trong 5 tháng đầu năm nay. Thông tin được đăng tải trên trang Fiber to Fashion. Theo Hiệp hội Bông sợi Việt Nam, doanh thu tăng 10% so với năm ngoái. Trung Quốc chiếm gần 60% hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam, trong đó xuất khẩu hàng dệt may sơ sợi vải trị giá 18,73 tỷ đô la Mỹ trong 5 tháng đầu năm, tăng 20,81% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo điện tử Việt Nam Plus phiên bản tiếng Pháp đưa ra nhận định
với mức tăng trưởng xuất khẩu 2-3 con số, cá tra và tôm Việt Nam có triển vọng tốt tại thị trường Trung Quốc, nhất là khi thị trường này nới lỏng các quy định chống dịch. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc và Hồng Kông Trung Quốc đạt 427,6 triệu đô la Mỹ, tăng 107% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu tôm sang thị trường này cũng tăng 84% so với cùng kỳ. Thị trường này được đánh giá là cuối năm có nhu cầu tiêu thụ tốt. Trung Quốc mới đây đã gỡ bỏ chính sách tạm ngừng nhập khẩu thực phẩm đông lạnh nhiễm virus SARS-CoV-2 sau gần 2 năm thực hiện. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp xuất khẩu tôm và cá tra đông lạnh của Việt Nam sang thị trường này tăng trưởng hơn nữa trong những quý cuối năm. Việt Nam tăng thị phần xuất khẩu gạo vào Anh là tiêu đề bài viết trên trang Krishak Zagat của Ấn Độ. Bài viết dẫn thông tin từ tham tán thương mại Việt Nam tại Vương quốc Anh cho biết Việt Nam đứng thứ 15 trong số các nước xuất khẩu gạo sang Anh. Tuy nhiên, dư địa châu gạo Việt Nam tại Anh có thể được mở rộng nhờ có 100.000 người gốc Việt và Hiệp định Thương mại Tự do Anh-Việt UKVFTA. Để biến tiềm năng này thành hiện thực, người trồng lúa và xuất khẩu gạo cần triệt để áp dụng Global Gap trên diện rộng, đồng thời đẩy mạnh sản xuất lúa thơm, chất lượng cao. Trong phần tiếp theo của bản tin, từ đầu năm đến nay, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh chưa có một vụ đuối nước thương tâm nào xảy ra. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận của một địa phương còn nhiều khó khăn để bảo vệ cho trẻ nhỏ. 5 ngư dân trên tàu cá bị nạn ở Bình Thuận đã được đưa về địa phương đoàn tụ với gia đình. Một sự sống sót kỳ diệu sau gần 2 tuần lênh đênh trên biển. Bản tin thời sự xin được tiếp tục. Cuộc họp khẩn về phòng bệnh đậu mùa khỉ vừa được Bộ Y tế tổ chức vào chiều ngày 24 tháng 7. Hàng loạt vấn đề cấp bách cần giải quyết ngay sau khi căn bệnh này được Tổ chức Y tế Thế giới công bố là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế. Việt Nam chưa ghi nhận ca nào, nhưng nguy cơ bệnh xâm nhập là hoàn toàn có thể. Bệnh đậu mùa khỉ chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Vaccine vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu nên không được khuyến cáo tiêm rộng rãi. Vì vậy, quan trọng hàng đầu hiện nay là đẩy mạnh giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu, cơ sở y tế và theo dõi chặt chẽ tại cộng đồng để phát hiện sớm nhất và với người có triệu chứng sốt kèm phát ban, nhóm đồng tính nam. Đặc biệt lưu ý các trường hợp về từ vùng dịch. Để chẩn đoán bệnh, Tổ chức Y tế Thế giới đang tích cực hỗ trợ Việt Nam khẩn trương có sinh phẩm xét nghiệm. Lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị chuyên môn muộn nhất đến cuối tuần sau phải có quy trình về xét nghiệm chẩn đoán. Hôm nay, 25 tháng 7 là Ngày Thế giới Phòng chống đuối nước. Theo thống kê từ Cục Trẻ Em của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tại Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm đã có hơn 115 trẻ em tử vong vì đuối nước. Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh là địa bàn miền núi. Năm ngoái có 12 trẻ nhỏ tử vong vì đuối nước. Thì từ đầu năm đến nay, chưa có một vụ đuối nước thương tâm nào xảy ra. Đây là nỗ lực rất đáng ghi nhận của một địa phương còn nhiều khó khăn để bảo vệ cho trẻ nhỏ. Giải pháp của họ là gì để có thể áp dụng tại nhiều nơi khác trên cả nước? Ghi nhận của phóng viên thời sự. Hàng năm, tỷ lệ tử vong do đuối nước ở lứa tuổi trẻ em là nhiều nhất. Tai nạn đuối nước cứ đều đặn vào 1 giờ chiều và 5 giờ chiều. Những thông báo này lại được tự động phát đi hầu khắp các thôn xóm trên địa bàn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Hàng chục loa phát thanh, biển cảnh báo được chính quyền địa phương lắp đặt tại các điểm xung yếu mà trẻ em thường hay xuống tắm. Trẻ em đi tắm, rồi là người dân, phụ huynh đưa trẻ em đi tắm là sẽ nghe được cái nội dung là tuyên truyền này. Thì họ sẽ nhận thức được và tự là bảo vệ cho bản thân, để bảo vệ cho con cái của họ. Tại một số khu vực sông hồ, chính quyền địa phương còn đặt biển cảnh báo, phao cứu sinh và camera giám sát. Nhờ đó, thời gian qua, người dân đã kịp thời ứng cứu các trẻ em gặp sự cố trong lúc đang tắm. Huyện Hương Khê đã vận động nguồn xã hội hóa để mua 21 bể bơi và lắp đặt mái che để dạy bơi cho trẻ em. Và chính người dân đã tham gia đóng góp kinh phí để duy trì các lớp dạy bơi miễn phí cho con em mình. Tình trạng học bơi của em là đã biết một sự kỹ năng, đó chính là bơi trên nước, ngược mặt lên trời, lặn và ngồi. Quan điểm của chúng tôi là học khóa 1 mà chưa biết bơi thì tiếp tục vận động, động viên và cho các em học thêm khóa 2. Vì học bơi miễn phí không sao cả. Và quan điểm là học bơi là biết bơi. Đến nay, huyện Hương Khê đã tổ chức được hơn 400 lớp dạy bơi miễn phí cho khoảng 4.500 em học sinh. 70% trong số đó đã biết bơi và nắm vững các kỹ thuật sơ cứu đối với nạn nhân đuối nước.
Chiều ngày 23 tháng 7, 5 ngư dân trên tàu cá bị nạn ở Bình Thuận đã được đưa về địa phương đoàn tụ với gia đình. Thuyền trưởng Bùi Văn Toàn cùng 4 thuyền viên sống sót kỳ diệu sau 12 ngày lênh đênh trên biển. Không ai nghĩ sẽ có sự trở về này, nên khoảnh khắc các thuyền viên gặp lại người thân với nhiều cảm xúc khó tả. Anh Nguyễn Thành La là một trong 5 thuyền viên cuối cùng được cứu sống. Trong số 15 thuyền viên gặp nạn thì gia đình anh La có tới 4 người. Đây là anh Luyến, anh trai của anh La, được cứu trước anh 3 hôm. Còn người anh cả và một người chú ruột của hai anh thì đã nằm lại với biển cả. Lúc chúng em thì ở dưới thống tụi em là chú chết rồi không bây giờ vợ con. Khi tụi em vợ con thì em rất mừng. Và tụi em ăn uống thì nhờ thì tụi em bơi đó có gì được nói ăn cái nấy, có gì được ăn cái nấy. Nước mưa thì nhờ trời có uống một giọt hai giọt có nữa mà. Quá trời mừng luôn chứ biết giờ biết nói gì nữa đó. Dạ, giờ cũng cảm ơn mấy anh em thôi chứ. Ai mà nhịn đói 12 ngày á, đó là kỳ diệu lịch sử đúng không? Còn tại gia đình thuyền trưởng Bùi Văn Toàn, từ trưa ngày hôm qua đã nhộn nhịp người trong xóm biển đến chia vui. Mới chỉ cách đây 3 hôm, vợ của anh Toàn còn tuyệt vọng lập bàn thờ vọng cho chồng. Được anh em cứu về, trở về quê hương rồi. Cảm xúc nó quá mừng. Nước nó vô nó càng lúc mũi còn đâu không báo gì kịp. Cũng có động viên anh em, kể cố gắng lên anh em, có may mắn có tàu vớt là mình anh em mình sống sót. Nắng gió, nước biển, suốt 12 ngày lênh đênh đã làm cho các ngư dân trở nên ốm yếu, đen sạm và nhiều vết lở trên da. Xóm biển Phan Thiết lại có những niềm vui đoàn tụ và cả những mất mát vĩnh viễn nằm lại giữa biển khơi. Thưa quý vị, từ một người khỏe mạnh nhưng sau một tai nạn trở thành khuyết tật, từ một doanh nhân thành đạt bỗng mất đi công việc và gia đình, đó là cú sốc lớn với bất kỳ ai, hơn nữa còn là một phụ nữ nhỏ bé. Câu chuyện của chị Lương Thị Minh Nguyệt tại Sóc Sơn, Hà Nội là câu chuyện của nghị lực và sự kiên cường vượt lên số phận. 8 năm trước, cuộc sống của người phụ nữ này chưa gắn liền với chiếc xe lăn. Chị có một gia đình nhỏ và công việc ổn định tại doanh nghiệp nội thất. Thế nhưng, một biến cố đã xảy đến với chị. Hai vợ chồng đi làm về nhưng mình về muộn hơn. Mà trong khi chồng đã có một chút men vào trong người rồi, thì cái lời nói qua lời nói lại. Và nhà mình thì nhà ở trang trại, cái cửa sổ trên tầng 2 là không có chắn song. Để thoát khỏi cái sự nóng giận của chồng, mình đứng gần cửa sổ đấy và cái tivi vỡ thì mình nhảy qua cửa sổ đấy. Tai nạn bất ngờ khiến chị Nguyệt thương tật đến 93%, liệt cả hai chân. Cuộc sống của chị đã thay đổi hoàn toàn. Vì là trước khi mà bị thì mẹ mình là một người rất là năng động, là một dân kinh doanh, là một người làm rất là giỏi. Nên là việc mẹ bị giới hạn sức khỏe, giới hạn thời gian khiến cho một người làm con như mình mà không thể thấu hiểu được hết cái lỗ đau của mẹ vào thời điểm đấy được. Những cái năm đầu tiên thật sự là 24/24 luôn luôn nghĩ là làm thế nào để chết. Nhìn thấy cái xe lăn giống như là nhìn thấy kẻ thù. Lúc đấy thì phải gần như là vật vã để tìm một cái con đường, tìm một cách sống như thế nào để phù hợp với bản thân của mình. Lấy các con làm động lực, chị Nguyệt thích ứng dần với cuộc sống, kết nối với cộng đồng những người khuyết tật. Mong muốn hỗ trợ những người cùng cảnh ngộ, năm 2018, chị lập hợp tác xã Sức Sống Xanh. Chị cũng trở thành phó giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Phát triển Năng lực Người Khuyết tật Việt Nam. Từ khi thành lập năm 2007 đến nay, trung tâm đã đào tạo hơn 500 học viên khuyết tật ở nhiều ngành nghề. Với người khuyết tật, sống phụ thuộc là một cái điều cực kỳ khó khăn. Mình nhìn thấy mình chia sẻ cái cuộc sống của mình với mọi người, có niềm vui và có rất nhiều người cần mình. Và những cái thứ mà mình làm thì cũng mang lại nhiều cái niềm vui cho những người khác. Mình lấy đấy làm niềm vui của mình. Bằng ý chí mạnh mẽ, tinh thần lạc quan, chị Minh Nguyệt đã vươn lên làm chủ cuộc sống của mình, nỗ lực lan tỏa tình yêu thương và nghị lực sống đến cộng đồng. Và trong phần cuối của bản tin là những thông tin dự báo thời tiết.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.